Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu đồng hồ Rolex Deep Sea Sealer 126660, được mệnh danh là gã siêu thợ lặn. Thu hút sự chú ý của nhiều người vì khả năng lặn sâu ấn tượng đã được chứng thực bởi đạo diễn James Cameron, Sealer lại không phải là thiết kế dành cho tất cả mọi người. Về cơ bản thì thiết kế này là lớn hơn, dày hơn và ít tính thương mại hơn so với đồng hồ cùng gia đình đó là Submariner, nhưng lại có giá retail cao hơn. Để chứng thực nhận định trên thì hãy cùng Gia Bảo Luxury đánh giá về mẫu đồng hồ Rolex Deep Sea Sealer 126660 mới nhất hiện nay nhé. Đầu tiên là thông tin cơ bản về dòng đồng hồ này. Ai trong chúng ta cũng biết Rolex Submariner được tung ra vào năm 1954 với tư cách là một mẫu đồng hồ lặn, hướng đến những thợ lặn không chuyên. Giai đoạn thập niên 1950 có một trào lưu khám phá diễn ra trên thế giới. Đi xuống biển, lên núi, những hoạt động chinh phục thúc đẩy sự phát triển của các công cụ, thiết bị cần thiết đi kèm. Với bộ môn lặn biển, một thiết bị đo lường thời gian chuẩn xác, tin cậy là điều cần thiết đúng không nào? Và Submariner đã xuất hiện, thậm chí là còn đi kèm một thiết kế có sức hấp dẫn riêng. Người ta muốn có một chiếc đồng hồ để đeo đi lặn, nhưng sau đó là tham gia tiệc tối cùng với chiếc đồng hồ ấy luôn. Rolex Sealer lại là dòng đồng hồ lặn được giới thiệu vào năm 1967 và dành cho thợ lặn chuyên nghiệp, không được sản xuất với số lượng hàng loạt. Dành cho những khách hàng đặc thù, nên là đồng hồ Sealer là những con quái vật thực thụ khi có thể lặn xuống mức 610m trong thời gian dài. Và nó lại được đẩy lên một tầm mới khi mà chiếc đồng hồ Deep Sea Challenge xuất hiện năm 2012. Rolex Deep Sea Challenge là chiếc đồng hồ đồng hành cùng với đạo diễn Cameron có thể chịu được áp lực dưới độ sâu 15.000m. Để thương mại hóa chiếc đồng hồ thì Rolex đã thay đổi và đưa ra dòng đồng hồ có thể sản xuất hàng loạt. Theo đó thì mẫu 126660 là phiên bản đồng hồ mới nhất thay thế cho mẫu 116660 đã được hãng giới thiệu vào năm 2018. Dù không có chữ Deep Sea trên lớp đệm bạc như thiết kế nguyên mẫu, nhưng nó vẫn được Rolex xếp vào phân loại đồng hồ Deep Sea trên website bởi có thể kháng nước ở mức 3.900m. Thực tế thì cùng năm 2018, Rolex có đem đến một phiên bản khác của 126660 trong mặt số màu xanh Gradient. Deep Sea Sealer 126660, mặt số đen mà Gia Bảo Luxury đánh giá trong video này, mang đến cảm giác cổ điển hơn là phiên bản mặt số xanh Gradient kia. Sự khác biệt của hai phiên bản nằm ở mặt số đồng hồ. Ngoài khác nhau về màu sắc thì trên phiên bản mặt số xanh, chữ Deep Sea xuất hiện rõ ràng trên mặt số, bên trên tên bộ sưu tập Sealer và có màu xanh lá. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá riêng về chiếc đồng hồ Rolex Deep Sea Sealer 126660. Khác với một chiếc đồng hồ lặn nhưng còn mang tính thời trang như là Submariner, thì Deep Sea là dòng đồng hồ chuyên dụng dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp với những cải tiến được nhà sản xuất ứng dụng từ thiết kế vỏ khung cho tới bộ máy nằm bên trong. Sự xuất hiện của mẫu đồng hồ này chính là lúc mà dòng 116660 ngừng sản xuất. Về vẻ bề ngoài, cả hai có các điểm tương đồng, còn sự thay đổi nhiều nhất là đến từ bộ máy vận hành ở bên trong. Còn nếu so với Sealer thì sự nâng cấp của Deep Sea chính là sự có mặt của hệ thống mang tính cải tiến có tên là Ring Lock System. Đề cập đến cơ chế này thì Rolex đã lưu ý ngay trên lớp đệm tại vòng ngoài cùng của mỗi đồng hồ. Cụ thể là với cơ chế Ring Lock System, đồng hồ có thể chịu đựng được áp lực nước tương tự với vật nặng khoảng 3 tấn tác động vào mặt kính sapphire. Có 3 yếu tố quan trọng để tạo nên hệ thống này là lớp vòng đệm giữa được làm từ thép hợp kim nitơ, lớp kính dày 5mm dạng vòm và mặt đáy từ titanium cấp độ 5. Điều này có thật sự cần thiết? Đại đa số những người sở hữu 126660 nói riêng hay Deep Sea nói chung sẽ không đem theo chiếc đồng hồ này xuống đáy biển, chứ đừng nói đến độ sâu khoảng 3.900m. Nhưng Rolex đã xây dựng danh tiếng cho Deep Sea bằng việc đem đến những chiếc đồng hồ mang tính thực tế, tin cậy để bạn có thể sử dụng trong mọi trường hợp. Có một số người lựa chọn chiếc đồng hồ này chỉ vì cảm giác thú vị khi đeo đồng hồ lên tay. Với đường kính là 44mm, dày gần gấp đôi khi so với chiếc Submariner thông thường. Đây là một con quái vật thực thụ trên cổ tay, không chỉ là quái vật dưới đáy đại dương. 126660 đã được chỉnh lý về mặt kích thước so với phiên bản trước. Càng nối dây đã được thu ngắn lại và dây đeo thì được mở rộng với đầu nối đạt 22mm. Dây đeo đồng hồ là dạng dây Oyster 3 mối nối, một thiết kế quen thuộc trên dòng đồng hồ thể thao nhà Rolex. Phía cuối của dây đeo là khóa dạng gập và được tích hợp thêm cơ chế điều chỉnh Ride Lock và cơ chế mở rộng dây Flip Lock. Sự có mặt của hai cơ chế này cho phép dây đeo có thể nối rộng 3,6mm.
Đây là một tính năng cần thiết với những thợ lặn chuyên nghiệp để đáp ứng sự thay đổi cực nhanh của nhiệt độ môi trường xung quanh. Và dĩ nhiên cơ chế này cũng vẫn có ứng dụng khi đeo trên cổ tay thông thường, có thể phù hợp với mọi dáng cổ tay mà không cần tháo hay là lắp mắt dây. Bên cạnh những điểm thay đổi liên quan đến bộ vỏ hay dây đeo, cải tiến lớn nhất trên chiếc đồng hồ này thuộc về bộ máy bên trong. Nó sở hữu bộ máy 3235, phiên bản nâng cấp của Calibre 3135, là một bộ máy thế hệ mới được phát triển, sản xuất theo chu trình in-house của Rolex. Sự có mặt của bộ thoát Chronery, dây tóc xanh, Calibre có thể hoạt động với size số cho phép là -2/2 giây mỗi ngày, cùng thời lượng cót đạt khoảng 70 giờ đồng hồ. Về thiết kế thì mỗi đồng hồ này là một chiếc đồng hồ mang nhiều nét cổ điển sau khi đã được tích hợp rất nhiều cải tiến hiện đại của thế kỷ 21. Chiếc đồng hồ có một mặt số màu đen lì với những chi tiết không thể quen thuộc hơn với fan đồng hồ Rolex. Bộ kim dáng Mercedes. Các cọc chỉ giờ hình học cỡ lớn đều được phủ chất phát quang có màu trắng. Nhưng khi bước xuống môi trường thiếu ánh sáng thì chất phát quang sẽ tỏa ra ánh sáng xanh dương rất dịu mắt. Chỉ là khác với bất kỳ mẫu đồng hồ có tính năng báo ngày qua ô cửa sổ, Deepsea Sidelle 126660 không có thêm kính Cyclops phóng đại. Một lần nữa thì phải thừa nhận rằng Rolex không cố gắng đem đến những mẫu đồng hồ quá phức tạp. Thương hiệu này chỉ đang nỗ lực cải thiện một chiếc đồng hồ cổ điển theo hướng tích cực hơn. Rolex Deepsea Sidelle 126660 không phải là một chiếc đồng hồ bạn có thể đeo hàng ngày, hoặc nếu không thì bạn buộc phải là siêu anh hùng hốc. Đó là những điều thú vị về mẫu đồng hồ mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay. Không biết là khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.